Phượng Hoàng Cổ Trấn ở thượng nguồn đập Tam Hiệp bị ngập lụt. Phượng Hoàng Cổ Trấn, một thị trấn cổ có bề dày hơn 2.000 năm lịch sử, vừa trở thành địa điểm mới nhất bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Trung Quốc. Báo Taiwan News, Đài Loan, hôm 1 tháng 7 đưa tin Phượng Hoàng Cổ Trấn đã bị ngập lụt trong những ngày gần đây. Cổ trấn này nằm trên một nhánh của sông Dương Tử thuộc tỉnh Hồ Nam, hình thành từ thời Xuân Thu, năm 770-476 trước công nguyên. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết mưa lớn xảy ra trên các con sông Ngô Giang, Tiểu Giang và Đà Giang, sông chính của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Cho đến hôm 29 tháng 6, hai bờ sông Đà Giang bắt đầu bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ chảy xiết. Video do cư dân địa phương đăng tải trực tuyến hôm 30 tháng 6 cho thấy dòng nước chứa đầy phù sa chảy qua đường phố ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, nước ngập đến vai, khiến ít nhất 20 người bị mắc kẹt. Ở những khu vực hiện đại hơn của cổ trấn, các phương tiện và người đi bộ đang vật lộn để di chuyển qua những xoáy nước màu nâu. Một đoạn video khác quay cảnh mưa lớn, mực nước dâng cao, mọi người vất vả đi lại và mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, mưa sẽ tiếp tục kéo dài tới ngày 2 tháng 7 với mưa vừa đến mưa lớn ở miền Trung và miền Bắc Hồ Nam. Bầu trời nhiều mây ở phía đông nam Hồ Nam và mưa nhẹ đến dông bão ở các khu vực khác của tỉnh. Cũng trong ngày 30 tháng 6, Mao đưa ra cảnh báo mưa lớn trên khắp Trung Quốc ngày thứ 30 liên tiếp. Dự báo sẽ có mưa bão ở Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc và các khu vực khác với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, tối đa 20-60mm. Theo Liberty Times, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử đang hứng chịu những cơn mưa liên tục, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng đã bước vào mùa lũ. Tối ngày 30 tháng 6, lũ lụt bắt đầu xảy ra trên sông Tiền Đường, buộc nhà chức trách ban hành cảnh báo khẩn cấp cấp độ 4, riêng tỉnh Chiết Giang. Tính đến chiều ngày 30 tháng 6, tổng lượng nước tại các hồ chứa lớn và vừa là 27,268 tỷ mét khối, tăng 3,804 tỷ mét khối so với thời điểm trước mùa mưa. Dự báo mưa sẽ kéo dài trong ít nhất 10 ngày nữa. Trang Asia One hôm 1 tháng 7 cho biết lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến hơn 12 triệu người, làm 78 người thiệt mạng hoặc mất tích và 729.000 người phải sơ tán. Hơn 8.000 ngôi nhà bị phá hủy và 97.000 ngôi nhà bị hư hại kể từ đầu tháng này. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính gần 26 tỷ nhân dân tệ, 3,7 tỷ đô la Mỹ, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc. Để ủng hộ và xem nhiều clip hay hơn từ Toptomy, các bạn vui lòng bấm vào đăng ký.